Hello quý anh chị thân yêu. Trước tiên em giới thiệu cây đàn này, em sẽ kể cho quý anh chị nghe. Nói chung là vui lắm. Hồi nãy em mới coi một cái đoạn phim, trích đoạn phim của Hàn Quốc á, mà em khóc luôn. Nói chung là nước mắt đâu mà tuôn ra quá trời luôn. Mới khóc xong rồi. Phim của cái anh diễn viên gì mà Ma Đông Siêu gì đó, mập mập đóng, tên gì Bạn Ma Phiền Toái. Nói chung là cái khúc cuối mình coi chịu không nổi. Nói chung là lần đầu tiên mình coi mình khóc vậy các bạn. Mình không ngờ là mình coi chích đoạn mình khóc. Nói chung là có những bộ phim gọi là không ngờ mình coi mình tưởng tượng ra ngoài ra mình mới rơi nước mắt, thấy tội cái nhân vật trong phim. Rồi giới thiệu nhanh gọn luôn, thì cây này là cây Matsuka tem xanh. Đây mình đọc cái số series coi, cái này là 587 nha, 870907 Matsuka tem xanh. Các bạn thấy còn đẹp, tuyệt vời luôn. M35 có chữ ký, cần rất là thẳng nha, cần thẳng tắp luôn. Mặt top cái này là vân sam nè, top rút nè. Cái lưng mà hông là cẩm nè, cây rồi đẹp thiệt luôn. Các bạn thấy khóa nó còn mới không? Còn cái âm thanh của nó đã không? Cây này là mình bán 8,5 triệu bằng cái cây M35 hôm bữa mình có đăng một lần rồi nha. Bây giờ vẫn còn, nói chung là vẫn còn suy nghĩ về cái chết đoạn phim của mình. Tiếng đàn. Dưới nó giòn mà nó trong cái nghe nó giòn trong queo. Bát cực kỳ ấm luôn. Rừng đã cháy và rừng đã heo. Em hãy ngủ đi. Rừng đã khô và rừng đã thank you.
ấm quá các bạn ơi, ấm quá. Ấm mà nó nghe trong veo đúng không? Đẹp các bạn, quá đẹp luôn. Cây này đẹp hơn cây trước nữa, mà 35 nữa. Trước mình có giới thiệu một cây rồi. Thơm, gỗ thơm quá rồi đó. Nhưng là hôm nay mình giới thiệu một cây này. À, mình quên mình nói cây này mình cũng giảm 10% nha các bạn. Cây này giảm 10% luôn. Cũng 8,5 triệu. Nên các bạn giảm 10% là các bạn cứ trừ đi 8,5 triệu. Ok. Quá hay các bạn ơi, quá ấm luôn, tuyệt vời luôn. Rồi, mình giới thiệu tới đây thôi được rồi. À, cái cần mà gỗ buôn luôn, bây giờ mới thấy nó đen thui lùi nè. Nha. Thẳng tắp, quá mới toanh. Mình cái đàn nào mà cái cần mà nó mà gỗ, cái mặt phím này mà đen đen là mình thích. Nha. Thường thường là gỗ cẩm là nhiều. Cẩm cũng được thôi nhưng mà nó không có cứng bằng mun. Mun nó cứng. Nó cứng là nó tồn tại được lâu năm mà nó không cong. Nó giữ được cái cần. Trời mình đánh ở đây mà cái mùi thơm các bạn, mùi nó bay mũi nè. Trên nó. Ở số điện thoại mình là 0936239138. Số Zalo ở địa chỉ là 556 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7. Giờ thôi tạm biệt các bạn. Mình tiếp tục là suy nghĩ về bộ phim hồi nãy mình xem. Hay quá bạn, coi bộ phim mà cảm động tới giờ vẫn còn gọi là lưu lại luôn. Xin chào tạm biệt mọi người.